đúng rồi, toàn bộ là tan quen hết á, nhưng mà một mình mà mình không có dán keo gì hết, không có dán keo dán gì nha, để là nó ăn cư là ăn nghiệp, dạ. Mới vừa cất chưa hết mừng lắm. Cái nhà của thằng em cháu này bây giờ như bập chứ giờ làm sao. Đi làm hồ đó dành dụm tiền 7-8 năm trời cắt cái nhà mới được hai năm rồi. Còn thiếu nợ người ta chưa trả hết. Lúng xuống là anh trai có trực tiếp thấy không? Thấy. Là khoảng tầm mấy phút anh trai? Khoảng 2-3 phút lại sụp xuống hết luôn. 2-3 phút ha. Khi mà nó chuẩn bị sụp xuống là có nghe cái tiếng động gì dữ dội gì không? Cao Tùng Vlog mến chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại thì Cao Tùng Vlog đã có mặt tại ấp Trung Đòn, U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Hiện tại thì ở khu vực này lại tiếp tục có một cái căn nhà cấp 4 đang chuẩn bị sạt lở xuống nữa rồi. Thì Cao Tùng Vlog nhanh chân về đây để cập nhật tình hình hiện tại. Sạt lâu rồi, sạt trước cái nhà bên đó nữa. Không, là cái nhà bên đó là mới sạt. Cái nhà của chú là sạt lâu ha. Sạt mới sạt đây lúc cũng có tầng rồi. Dạ. Còn cái nhà đốt chú, nhà đốt là sạt hồi nào chú? Dạ, mới sạt hồi sáng. Mới sạt hồi sáng luôn. Mới sạt hồi sáng luôn ha. Hôm nay là 83 cho chú anh chị. Dạ. Sạt nay tôi làm một cái này rồi tính là làm cắt cái nhà cây ở đó rồi chưa sẽ chân cái nồi xe nó chạy tới qua lại nó đổ số bồn á. Dạ. Đổ bê tông nó nặng quá rồi đầu sạt. Rồi, nó sạt xuống luôn. Nó khô quá. Dạ. Đủ ve đi qua đi lại nó cũng vinh biết rồi nó sập. Dạ, thấy rầu quá ha. Cái này nó phần ở đây nước quá thì khô, hôm nay nó khô rồi không có xả nước. Dạ dạ. Cảm ơn chú. Dạ, dạ, để con cập nhật cái tình hình cái nhà kia rồi chút xíu trở lại cập nhật cái nhà của chú lại luôn. Đây là nhà tường luôn á chú, nhà đang sạt. Dạ dạ. Rồi, hiện tại cô chú anh chị ơi, cái căn nhà cũng đang nghiêng, mình thấy là cái nghiêng là khoảng tầm 90 độ đó cô chú anh chị ơi. Bây giờ mình cập nhật tình hình hiện tại liền ngay tức khắc nha, để cho cô chú anh chị và các bạn được biết luôn. Một cái nhà tường rất là lớn luôn, nhưng mà hiện tại bị nghiêng 90 độ luôn rồi. Trời ơi, dữ dằn luôn rồi cô chú anh chị ơi. Đây, hình như là bị chổng đít luôn rồi nè, quá khủng khiếp luôn rồi. Hình như là nó nhóng bị chìm ở phía đầu này nghe, cái đít thì nhóng lên nha. Nam mô Di Đà Phật. À này, ngồi nhìn một cái là hổi hôi luôn á. Nghe nói là mới sạc vào cách đây khoảng mấy tiếng đồng hồ thôi. Ở phía sau kìa, mình thấy là những cái trụ bê tông đã nhổng lên nha, và đặc biệt thì nó cắm cái đầu xuống phía trong cái đường lộ nè. Đây này cô chú anh chị ơi. Trời ơi, cái nhà cấp 4 nha. Cái nhà này lớn lắm luôn á. Trời ơi, quá trời luôn rồi. Cái nhà này sạc là bao lâu rồi hả anh trai? 9 giờ sáng. 9 giờ sáng tới giờ hả? Ồ, nhìn một cái hỏi ôi luôn trời. Sáng em chạy qua đây là chưa không có gặp. Dạ. Trong vòng 2-3 phút là xuống rồi. 3 phút rồi. Nhà này thấy mới quá ta. Dạ, em mới cắt 3 năm, chưa trả hết nợ. Hàng ơi, chưa trả hết nợ nữa mà bây giờ tình cảnh như vậy. Dạ. Đi làm hồ đó, dành dụm tiền 7-8 năm trời cắt nhà mới được 2 năm rồi. Còn thiếu nợ người ta chưa trả hết rồi. Trời ơi, khổ tới nơi nữa rồi. Trước khi sập này là mấy ngày trước mình có nghe cái dấu hiệu nó rắc hay là gì không hé anh trai? Dạ không, nói chung ngày trên tuyến đường này ta sập nhiều lắm, nhưng mà của em thì nó không có bị gì, thì em cũng không nghĩ là nó sập. Rồi sáng thì em cũng đi làm, đang đi làm luôn. Rồi vợ thì cũng đi làm, đưa con đi học. Ở nhà hàng xóm điện mới hay, mới chạy về. Chạy về là hết làm luôn. Đúng rồi, chạy về là gì nè. Bằng toàn xe tường ở trên hết đúng không anh? Dạ. Nhà này khang trang quá, chừng biết nhiều tiền rồi. Hiện tại đồ đạc trong nhà mình lấy hết chưa anh trai? Nãy bà con tiếp người tay chân để vận chuyển đi gửi đầu này gửi đầu kia chứ. Dạ. Không có chỗ để. Hèn ơi,
giờ khổ. Cũng không có chỗ ở nữa, giờ đi ở ở nhờ luôn phải không, ở nhờ nhà bà con luôn, mẹ mẹ vợ ngoài. Dạ rồi, rồi. Cái này chứ đâu có chỗ được. Đâu ảnh thấy đau khổ không, chứ căn nhà mới cắt được chưa đầy 3 năm. Nó không có dạt ra ngoài mà nó dúng lúng ở trong á. Dạ đúng rồi, nó không có dạt ra ngoài. Nó lúng tại vì cái lộn này cái sông nó khô quá. Dạ. Nó khô quá rồi nó không có nước chân rồi nó nhót đất lại nó sụp. Nhiều người lắm chứ không phải hên mình. Dạ. Hiện tại thì khu vực xã mình là thấy nhiều căn nhà lắm rồi, tổng gài cập nhật là nhiều lắm rồi đó. Bên căn này là nó bị luôn đó hả? Bên này cũng bị. Dạ. Đây này của chú anh chị ơi. Mình quay cái cảnh nhà của anh trai này nè. Trời ơi, không biết làm sao mà nó cắm cái đầu xuống luôn á. Đây này cô chú anh chị, căn nhà còn y nguyên luôn nha. Nó chỉ cắm đầu xuống ngay cái khu vực ở mé lộ á, còn biết sao thì nhổng đít lên. Kỳ lạ ta. Vậy là sụp 9 giờ sáng ha. Giờ này là gần 2 giờ. Trời ơi, cô chú anh chị ơi, nó giống như là cái nhà là giờ nó chúi xuống gì luôn nè, nó nhổng đít lên. Hôm nay là ngày 8 tháng 4 năm 2024 nha. Đây nè cô chú anh chị ơi, đây nè, giờ nè 2 giờ thứ hai ngày 8 tháng 4 nha, chính xác nha. Để mình để thông tin cho cô chú anh chị xem nó. Công nhận phải nói là nhìn một cái là hỏi ôi luôn á. Căn nhà rất là đẹp luôn, khang trang. Trong vòng 3 phút à. Nghe anh trai kể mà mình muốn khóc luôn á. Mới có 3 phút là một cái hì xuống rồi. Ôi căn nhà bên đây cũng bị nữa ha. Ôi bên đây sụp sâu dữ rồi ta. Trời ơi. Bên đây mà sụp sâu dữ rồi tàn. Bản 2 tầng chứ bộ. Dạ dạ. Bản là cái đó là trên cái gác, cái hầm sau cùng lớp dưới kìa. Ờ có nghĩa là cái hiện tại ở phía trên là cái gác ở phía trên đó hả? Mèn ơi. Đây nhìn thấy kìa. Kìa dưới nằm. Trời ơi, hàng kia mình thấy ở bên đây sâu quá, cô chú nói là một cái tầng ở là phía dưới á. Nam mô Di Đà Phật ạ. Nhà bên đó là nhà 2 tầng đó. Phải rồi. Dạ. Bên đó bước vô đi vô nhìn được chân à. Hồi ghê quá chú ơi. Ấn quá. Trời lúng xuống 3 mét. Nhìn một cái hỏi hồi luôn đây nè cô chú anh chị ơi. Ôi sao chứ anh đó còn nằm trong đó, ta không đi ra ngoài anh. Em sợ là em sợ cái đầu ngoài á. Chứ đầu trong này đứng mà sợ đầu ngoài á, nó sụp xuống nữa. Nguy hiểm lắm. Cái này là cái ở trên gác phía trên lầu nha cô chú anh chị. Cái nhà là lún xuống 3 mét là cái nhà ở, là cái căn ở trước là nằm ở dưới rồi nha. Ôi, nhìn cái hổ nhau người ta ơi. Đánh ơi. Đây này cô chú anh chị ơi. Đây mình có thể nhìn phía dưới nha. Đó. Cái này là trên cái gác nha. Ờ nghiêng nha, nghiêng té nha. Cái hồ cá không lấy ra anh. Miễn này kia mở chưa? Còn cái hồ cá nè. Bị lượng nước nó sẽ xẹo. Cái này đây. Đây là mình quay nước nha. Đó, cái độ nước nó nghiêng đó là cô chú anh chị có thể hình dung ra nha. Đó. Nó nghiêng ra như thế đó. Nói thọt mà. Mình hỏi thôi. Kinh nào chú? 7, 8 rồi. Hậu xá banh chặt. Dạ. Năm nay gì đâu mà cái bước qua năm nay là thấy bà con ở xã An Minh Bắc mình bị nặng nề lắm rồi. Nghèo lắm. Biết trước mà không lường trước được luôn. Thiên tai. Bất ngờ luôn. Này là hết luôn rồi. Nhà nước thì người ta giữ nó ngọt thì đúng rồi. Rồi. Tại ta bảo vệ gần, ta đâu xả nước mặn để cứu nhà cửa đâu được. Vậy một hai ba cái nhà mà ảnh hưởng thì cho nên cái này thiên tai rồi. Đúng rồi. Con cá là thấy.
nói chung là cũng rất là đau lòng nhưng mà phải chịu chứ biết sao giờ. Chứ đâu phải vì một hai cái nhà mình mà dạ, để ảnh hưởng cả dùng điện được. Nhìn một cái là hổi hôi luôn tay. Bây giờ là đi lên trên là đi không được luôn, nó chợt xuống luôn á. Này là góc góc giống như 90 độ luôn á. Thì ở sao nó xuống rồi, trước thì xuống 3 mét thì nó xuống 90 độ. Đúng rồi, 90 độ nè, đứng sững vậy luôn cô chú anh chị. Trời ơi. Là hồi sáng anh đi làm hồ. Dạ đúng rồi, anh đi làm hồ rồi hàng xóm người ta điện. Anh đi làm cho người ta, hàng xóm người ta điện nói nhà mình sập rồi. Thì về, nghe về thì thấy vậy rồi, nhưng mình cũng không có chứng kiến được cái nhà mình sập, tại mình đi làm, sáng là đi làm. Dạ. Nghe đó mình giật mình bàng hoàng lắm. Đúng rồi, bỏ đồ đạc chạy về thôi chứ đâu có làm ăn gì nổi nữa. Rồi giờ gặp cảnh tượng này buồn hơn. Cũng như là anh không có hình dung ra được là căn nhà mình lại sập như vậy. Nói chung là như vậy á. Tại vì nó không có dấu hiệu, có đột ngột quá đúng không? Đúng rồi, sáng em đi làm bình thường, vợ em ở nhà đưa con đi học thì cũng đi làm bình thường. Dạ. Không có nghĩ là nó sập. Không có chứng kiến là nhà nó sập. Mà chứng kiến thì đau lòng. Đau lòng. Thôi vậy, cũng đâu làm gì được đâu. Mà nguy hiểm hơn, nếu mà còn ở trong nhà nguy hiểm hơn. Xuống rất là mau. Đúng rồi, nhanh. Nhà này cũng hai chồng cũng cưới nhau cũng 7-8 năm cũng dành dụm. Đi làm thuê làm mướn mà chứ nhà không có đất, hai chồng có đất. Dạ. Này ông già cho cái nền đi xong ở thôi chứ không có nhà không có đất. Rồi dành dụm cắt với cái nhà vậy đó. Này, giờ thì chịu. Này thiên tai trời số mình nó vậy. Chung tại hoàn cảnh mình có đất con ở dưới sông chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Bởi vì nhiều khi mà bà con cô bác người ta vô bình luận nói ủa sao các nhà không cắt ở trên bờ mà cắt dưới sông. Dạ. Là dạ, thật sự là còn cũng phải nghĩ đi ví dụ như giờ xong mà nó nhỏ đâu cắt ra xa được đâu. Dạ. Vợ con em hai đứa nhỏ nữa, đứa 6 tuổi, đứa tuổi rưỡi nữa. Rồi mình cắt để nó sau này con mình ở đâu mà giờ coi như không có chỗ ở. Chỗ này mà muốn sửa lại cũng không có tiền mà để sửa đâu. Giờ muốn đập ra cũng làm lại thì cũng không có tiền mà làm mà. Ờ mà công mà đập tháo này kia cũng tiền. Dạ đúng rồi, mà em muốn đi làm mướn hàng ngày nữa chứ không phải ở đâu. Cái này mà đập ra em cũng có tiền mà để mướn người ta đập nữa. Thì giờ cứ để đi gì chứ sao giờ. Chung mà giờ mình làm chứ còn tiền sống qua ngày cả vấn đề. Dạ đúng rồi, anh nghĩ đi làm hộ ngày có nhiêu đâu, mấy trăm ngàn. Nói chung là dành dụm nhiều năm ha, mới dạ, tích góp được một chồng số tiền để cắt được cái nhà. Rồi dành dụm nhau cũng 7-8 năm trời. Mà hiện giờ còn thiếu tiền người ta nữa đó. Tại vì mua đồ của người ta rồi thiếu mình làm mình trả từ từ mà. Đúng rồi. Nhìn một cái là hỏi hồi trời, nhìn bên kia là nghiêng 90 độ luôn. Dạ. Khi mà vô căn nhà rồi là nó trượt. Ghê quá ghê luôn. Dạ. Chung mình đến đây là mình cái người ngoài đi ngang đường thấy mình còn chẳng lòng sát sao đến kia là người chủ căn nhà. Đúng rồi. Nhìn là biết sợ luôn trời. Cái này là phía trên nè. Là hai căn này lại sụp lượt luôn hả vậy? Dạ đúng rồi. Bên đây bên đây cái căn nhà nó không có nặng mà nó nhấn sập luôn á. Đúng rồi. Cái này là cái gác trên này nha. Gác trên là hiện tại là nằm bằng với mặt lộ. Còn ở dưới là lún xuống 3 mét. Thì ghê sâu trời. Giờ là căn nhà nghiêng 90 độ luôn rồi đó. Giờ là bà xã đồ là về nhà mẹ ở hả? Dạ, về ở nhà mẹ vợ. Dạ. Giờ tạm thời đỡ đi chứ giờ tình hình này là nguy hiểm lắm. Dạ. Em đi vòng vòng em quay chia sẻ cho bà dạ, con dạ, coi. Dạ, dạ. Đừng buồn nữa anh trai ơi. Đây là căn nhà của chú anh được. Này chú đang đi mà chú vẫn nằm đó mà chú không có chỗ nằm nên nằm đại luôn. Trời ơi. Nằm liều mạng luôn hả chú? Chú sập đó lại đâu một sập nữa. Ôi nguy hiểm lắm. Đây là căn nhà chú là nó sập ngoài trước qua. Ở đây sập nhưng mà sập thấy ghê sâu tại chỗ đó kìa. Đúng chỗ đó là sâu dữ dằn luôn á. Như chân chỗ cái góc nhà của anh trai với giáp với nhà cô chú ở đây nè. Mình biết sợ là gì luôn ta. Cái giường vợ nghiêng kìa. Dạ. Hỏi nhau trời. Cái nào có dưới 3 mét không? Dạ. 3 mét hơn 3 mét nữa. Nhìn là biết sợ luôn đó.
cẩn thận nha, đi đó cẩn thận nha. Đây nè cô chú anh chị, nó nứt cái đường này nè, gãy đây nè. Ở cái đường rất là xa luôn. Để mình ra phía sau mình quay cái đường này thử coi. Nam mô A Di Đà Phật nha. À, phụ hộ độ cho con ơi. Đây nè cô chú anh chị ơi. Ôi ôi đây nè, nó phía sau nó nghiêng nè. Vậy là chút mình qua cầu nó quay lại. Đúng rồi. Đó. Nó lúng nó ngã nghiêng vô, nó chỉ chúi cái đầu xuống luôn á, cắm cái đầu xuống. Ở ngoài đây còn im nè anh trai. Ở ngoài đây nè thấy còn im ru nè. Chỉ sập cái đầu xuống thôi. Ngộ vậy ta. Tại vì cái sông này nó khô nè, là nó bị trên đó nó bị nhót đất rồi. Lúc nào khô cũng phải nứt nẻ thôi. Nứt đất á, khô thì nứt đất, đất nó không liên kết được nha, mà nó rớt. Mà đáng lẽ là nó chùi là nó chùi phía ngoài hết ta, tại sao nó đùa, kỳ vậy ta? Là ở ngoài sao. Nó còn nó nghiêng ra ngoài nếu mà được chân. Nè, cái bằng đất chỉnh nó chùi ra đây nè. Ngày trước mình làm chắc cũng dọn cừu vô sâu á. Đúng rồi, thấy nóng liền nóng mà 2 4 6 7 cái nóng đó. Nè, 2 4 6 7 cái nóng. Là rất là gắn chắc á. Là nghiêng vô này vậy thấy không? Không phải mình làm ẩu làm tải đâu, tại do cái vùng đất ở đây với do thời tiết. Đúng rồi. Không phải mình làm ẩu. Vô đi thằng bên ơi. Mày con trai ở đây luôn hả? Dạ không, con chỉ xuống chơi thôi. Xuống chơi hả? Sợ không? Gặp sợ không? Dạ không. Sợ hả? Sao vậy? Em trai còn nhỏ nên không sợ. Mà sáng con có chứng kiến sập không con? Dạ có. Có luôn hả? Lúc đầu nó bung miếng to nó trơn, cái nó sập luôn. To là bung trước ha? Dạ. Sập nhà ngay trước, miếng lông nè. Nhìn thấy hỏi rồi trời. Chú anh chị ơi, cái này cái xa quay coi nè, nhìn thấy mới ghê đó. Giờ mình sẽ vòng cả phía sau nữa nha. Là em có chứng kiến được cái vụ sập không? Dạ không, em nghe em thấy trên đài trên bên rung căng đất đó, quay nó đang lên đó. Lúc đó là sụp rồi ha. Cảm ơn em trai nha. Chú anh chị ơi. Nhìn cái bên hông á, nhìn mấy ghê. Nghiêng dữ dằn nghiêng luôn. Điện cắt chưa hả anh trai? Cắt rồi ha. Chung là an toàn trước đi, điện an toàn trước đi. Trong phòng mình còn máy lạnh đúng không anh? Đâu dám vô rồi. Thôi bỏ ra để đi, từ từ đi tính sau. Bây giờ biết để chắc rồi sao? Cột bự giọng dưới lớp luôn mà. Ủa sao bên đây nó cũng bị sụp lỗ dữ rồi ta? Tại người ta làm cái kè chứ. Nên là nó kè này nó kéo theo luôn đó hả? Hình như là kè này dính vô trong cái nhà. Nó dựa vô cái nhà nên là cái nhà lúng nó cũng bị sụp luôn. Nhà đúc mà, nhà đúc là phải lực lưỡng chứ. Em thấy hình như là cái phần ở nửa cái nhà là dính ở trên đất liền hả ta? Đúng rồi nè. Chính nửa cái nhà đất liền luôn mà, chỉ có phần sau chút xíu mà. Ở dưới sông này nó sập. Đúng rồi. Ngộ người ta. Đây nè, cô chú anh chị ơi, nó từ cái phần ngoài đó đó. Là từ đó cho tới đây là đất liền nha. Nó đất liền hơn nửa cái nhà luôn, chỉ có một góc ở phía sau à. Mà lại lúng ở trong đất liền nha. Ngộ kỳ ta. Ngộ dữ vậy. Dám đi dưới anh Tùng. Thôi không được đâu, biển trời không được đâu, dễ gì. Thì chắc nó còn biết sao, hiếp lắm. Chuyện này. Cũng quay đi xuống quay bình thường, tại vì chứ được mà. Chuyển đồ lên. Dạ. Sáng giờ chuyển đồ lên trên. Đi cầu thang xuống. Đi đường cầu thang xuống. Mày đây đây. Chú anh chị là phía dưới nha. Giờ mình tìm cách mà đi vô phía trong nhà luôn mà còn thấy nguy hiểm quá. Chắc mình không dám vô đâu. Nhà này cách là 3 mét đó.
Ồ, nguy hiểm nghe. Hay ghê quá. Thôi giờ vô đồng nó nguy hiểm lắm đó. Thôi từ từ thôi. Biết sao nó còn lúng lắm á. Biết nằm im chưa? Nói em trai là đi trên đó là trượt xuống đây đó. Là cái độ nghiêng nó quá cao rồi. Anh cầm máy của em, anh quay vòng vòng dưới giường được không? Đi xuống đi. Không, tao không mà. Đó. Nhờ, tao tụt cái nắp. Nhờ, anh trai đó quay vòng dưới nè. Không dám vô hả? Sao hả? À? Mấy đứa nhỏ đi ngoài đi con. Kêu mấy đứa nhỏ đi ngoài đi, đừng cho nó vô. Lấy anh tới. Anh Thanh lấy được, lấy giùm em. Có là không tới. Mình để cái ghế để cái không được nha. Để ghế gì lại? Thôi đừng lấy ra, để anh lấy từ từ. Là ba cái đồ mà cầm xài mình đem ra ngoài đó. Dạ. Ê mà đặc biệt nha, quay nói nè, cái trên trang Phật mẹ qua âm là không gớt luôn á, trên đó. Vậy đó hả? Ngồi im ru luôn. Mẹ ngồi. Nghiêng gì đó mà không gớt, bả xuống. Tủ thờ, tủ bọng gì gớt trên, còn đã ngồi nhỉ. Ủa màu gì cũng vậy hả? Không hiểu. Vậy là nhà anh có thờ tượng mẹ Quan Âm ha? Có, Quan Âm thờ Phật đầy đủ hết. Cái nhà nó nghiêng mà 90 độ vậy mà cái tượng là không gớt. Trên cái trang này nè. Cái trang còn không anh? Cái trang này hai năm tháo rồi, không gớt luôn. Không gớt bả xuống luôn. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Ê anh Tùng, anh chia sẻ là cái nhà nghiêng 90 độ mà tượng mẹ Quan Âm thờ không có bị gớt. Tượng mẹ Quan Âm còn nguyên luôn hả? Này anh nói chuyện. Đồng hồ với Đạo Phật đó. Đây mình. Lúc mẹ Quan ngồi trên đời chỗ cái trang cái lần của bả đó. Đó, mà hồi lúc mà gớt là bả không có gớt luôn nè. Là tượng mẹ Quan Âm còn ở khu vực ở trên trang là y nguyên luôn. Đúng rồi, nãy em đem về gửi nè. Ôi cũng màu nhiệm nha. Con trai gắn thờ mẹ Quan Âm nha. Đúng rồi. Không gớt luôn đó. Đúng rồi, chỗ cái bát này. Đúng rồi, chỗ cái bát đó. Thôi quá linh thiêng luôn rồi. Vậy là linh thiêng lắm á. Nam mô Di Đà Phật. Mình con chợt ra. Đúng rồi. Toàn bộ là tan quen hết á. Nhưng mà một mình mẹ Quan Âm ngồi vậy đó. Mà mình không có dán keo gì hết. Không có dán keo dán gì chứ. Để là mới lạ nè. Chính xác là chỉ là cái một cái bàn thờ và để cái tượng của mẹ lên thôi ha. Để tượng lên thôi. Dạ dạ, nói cho gành. Không có dán keo dán gì trên nhà. Miếng gạch là nó trơn nó sao mà. Đúng rồi, miếng gạch trơn lắm ta. Vậy những cái chuyện mà giờ mà cũng này rất bể cho. Bể dạ dạ. Thì hai cúng nè rất bể hết rồi, còn chỉ còn mẹ qua ngồi chánh rồi, chứ còn như là bể hết. Đây là sự mầu nhiệm mình thấy hiện tại luôn. Chứ nó để cái tủ nó có để tủ không? Có cái tủ là tôi ngồi, kiểu như là cái tượng nó còn đó, bởi vì vậy. Chỉ có tượng mẹ Quan Âm là còn y nguyên luôn. Hay vậy? Dạ, bởi vì em trai nói cái là mình, anh trai nói là mình thấy màu nhiệm luôn á. Có lấy. Là cái căn nhà nghiêng 90 độ. Nhà xe tải không? Không thấy mà banh đầu ở trên mà tượng mẹ Quan Âm còn xe tải đó không? Đúng rồi. Nói chung là mình thấy cái gì cũng có màu nhiệm đó. Xuống luôn rồi em lên em gỡ xuống, em lấy xuống. Này nó cách cáo chắc lắm rồi. Dạ. Cái này chỉ bị lúng cái đầu thôi. Theo như vậy là mình có cách nào mà là nữa mình sửa chữa lại được không ha chú? Có. Mình nâng lên được không? Theo như cái này lại anh thợ hồ nè. Ông cái ông chủ nhà này thợ. Chủ nhà là thợ hồ luôn hả? Hồ đó. Trời ơi, vậy là anh rành lắm á. Đứng sững luôn tại khi mà mình đi lên trên là mình thấy nó sẽ chợt mình xuống luôn. Đã đi vô mà chợt thì không nổi mà cũng như là cái tượng bình thường đúng không? Có sự nhà chắc chắn rơi luôn ta thiệt tình. Đâu mà nó lúng gan cái đầu này ha, ngộ quá ta. Mà một điều mình thấy phải nói là rất là màu nhiệm nha. Khi mà cái căn nhà sụp xuống như thế này
mà tượng mẹ Quan Âm để ở trên bàn thờ mà còn y nguyên không gớt luôn. Đây chính xác là xã An Minh Bắc, huyện U Minh, tỉnh Kiên Giang nha. Ủa nhà chị bên đây luôn hả chị? Bên kia ha. Gần ở đây mình có nghe cái tiếng gì mà lớn không hả chị? Em biết nữa, em đi giao nước về em. Không có nhà ha, không biết là có ai chứng kiến được cái cảnh mà nhà sập xuống không ta? Có chồng em hả? Chồng em hả? Để mình tìm kiếm xem là có cô chú nào mà có trực tiếp thấy được cái hình ảnh mà cái căn nhà mà nó bị đổ sập xuống không? Không biết là ở đây có ai chứng kiến được cái giây phút mà cái căn nhà nó bị lún xuống không hả anh trai? Anh Hai. Anh Hai hả? Anh Hải bên quán đó. Hải ơi! Qua nữa nghe. Cho em hỏi thăm cái anh trai. Lúc mà cái căn nhà mà bị lún xuống á là anh trai có trực tiếp thấy không? Là khoảng tầm mấy phút anh trai? Khoảng tầm khoảng 2-3 phút lại sụp xuống hết luôn. 2-3 phút á. Khi mà nó chuẩn bị sập xuống là có nghe cái tiếng động gì dữ dội gì không? Nghe kêu gắt gắt. Kêu gắt gắt ha. Ừ, nghe kêu gắt gắt là nó xuống. Xuống từ từ chứ không phải là một cái một ha. Ừ. Lúc đang quánh đi ra đây mà. Từ từ kìa, cái đầu cái nhà bánh, nhà tiệm bánh nó sụp luôn. Nó dạ. Kéo luôn. Nó kéo theo luôn, hai cái nó sụp luôn. Dạ. Đau lớn rồi mấy ông ơi. Đau lớn thiệt chứ. Cái nhà cửa mới có xây được có mấy năm trời à. Thằng nhỏ con kỉnh được mấy năm, dạ. Năm trời. Đau khổ dữ trời. Chuyện này khổ nữa. Hai chồng cũng đâu có đất ruộng gì đâu. Mặn dạ. Nước mặn thê không. Chắc được cái nhà là mừng dữ lắm, mừng luôn. Thằng luôn. Em cô đằng đó cũng vậy. Vợ dạ, con nó thì bệnh, còn chồng thì đi bán rồi cũng gom góp rồi đang cũng tính cái chòi lá đó đó, chòi dạ. Đó đó. Rồi chồng thì đi bán, rồi con nó thì bệnh tật nữa. Dạ. Rồi cũng mới vừa làm cái nền đặng cái nhà lá lại lên ở cứ đẩy luôn hết trơn. Là đằng đó cũng bị sập luôn. Đó nó sập đó con, chỗ đó. Lại con quay móng không rồi sao coi. Vậy là căn nhà này. Nó mới có đổ cái đằng đào ngoài hả? Dạ. Sụp luôn hả? Ờ đó mới đằng đào ngoài vậy đó rồi sụp luôn, sụp cái chân sụp. Là giống này nữa. Sụp sâu hơn này nhiều lắm. Vậy đó hả? Đó chỗ kia là sụp lâu chứ hả cô? Mấy bữa này. Mới mấy bữa này luôn. Ờ mấy bữa này. Nguyên cái dãy kinh này là nguyên dãy quá trình liên tục luôn. Ờ bây giờ gì đâu mà. Có căn nhà mới cách 600 triệu đó sập luôn đó. Với cây cầu với con đường cách chưa được 300 mét. Vợ chồng ngồi khóc. Dạ. Không biết sao luôn, cái ta năm nay sao mà cái con thấy là cái xã của mình á là bị nhiều quá, bị nặng á. Trong cái kinh thì nó lỡ lộ dạ. Sáng này là cái lộ bên đây nó làm cái ầm xuống là nó lỡ một khúc luôn, đứt luôn cái kinh nào luôn. Nữa cô, kinh nào nữa đây nè, này mà nói đây nó nào nó lỡ cũng trong rồi, rồi mới thời sáng này làm thêm khúc nữa. Dạ. Huyện nãy nó cũng mới dậy lên nó khảo sát nữa đó. Là kế đây không cô, gần đây không? Cũng đây cho chồng chừng cánh chừng thương cây số không tới nữa. Dạ dạ. Trời ơi, gì đâu mà năm nay gì mà bị hoài vậy ta, không biết nổi luôn ta. Xã mình bị hoài từ từ đêm mưa làm nữa con. Chỉ sợ những ngày tới nữa ha. Chờ ngày tới nữa. Đây là mấy cái dãy nhà này nó đứt cái chân nữa kìa. Nó găng cái đường này là nó sập. Khổ cái là hạn quá thì không có nước xài. À. Nhưng mà mưa quá thì nó sạt lở nhà bà con mình. Cái gì nó gọi là nó mưa cũng sạt mà giờ nắng cũng sạt. Dạ. Không biết là sắp tới những cái ngày mà nó mưa nhiều không biết sao nữa. Đó cô sợ con sợ đây rồi nhà cửa rồi có người ta cứ nhím ở sông trên bờ thì đỡ một chút. Dạ, cũng đỡ. Đỡ đất liền. Nó đất nó liền còn dưới sông này. Tội cho mấy người không biết sao. Dạ. Cô gần đây không? Đó, chỗ cái nhà chỗ sụp chứ dạ. Trời cô trên nhà ở dưới đó mấy dưới gần đây. Cái nhà của cái chú sụp đằng kia ha. Ở đây nè, kế bên đây nè. Dạ. Cái dãy nhà tường dưới sông con thấy cũng lo dùm quá trời ghê. Ờ nhìn một cái là chạy ngang là nhìn cái là hết hồn luôn á. Nhà ở đậu. Chung là khi là sạt lỡ mất nhà là ở đậu. Ừ. Cái chỗ ở mình không nói đi mà tiền bạc của mình mà, lý này kia nó mất hết luôn. Dạ. Mà thường thường á con nghĩ mà người con kính đang các cái nhà đang kiểu như là ta đã ăn cư thì lạc nghiệp. Dạ. Mới vừa cắt chưa hết mình á thì rồi
như cái nhà của thằng cháu này bây giờ như thế này là bắt đập chứ giờ làm sao đập bỏ chứ giờ làm sao làm có cách khắc phục không ha. Mà con thấy là cái những cái bà con mà cắt nhà dưới sông thường thường là không có đất ở trên bờ, người ta mới cắt ở dưới sông chứ không phải là người ta muốn cắt dưới sông đâu. Giờ con nghĩ cái nhà sông bằng hai cái nhà trên bờ luôn. Dạ, nội cái già đàn đà này rồi nội đổ cột đổ móng này còn tính bao nhiêu tiền này, là người ta trên này người ta đổ nền lên vậy. Dạ. Thấy không, ta buộc người ta phải ở dưới sông. Dạ. Hai chồng khóc chắc ra hết nước mắt luôn. Khóc nói sáng, chị là sáng nó khóc thấy đội đứt ruột luôn. Chị là không dám lại nhìn luôn mà. Cái đó chắc vợ của anh quá, anh về quá, mới về quá. Dời đồ ra ngoài nhà mẹ nó ở ngoài. Dạ, dạ. Nhưng mà phải về nhà coi nhà cái quá buồn, về thăm cái coi sao. Chúng mình phải đối diện. Mình nhìn một cái là mình hổi ôi luôn á. Dạ. Vậy Nam thì đỡ hơn. Chị ngồi khóc chứ ai dọn đồ dọn ngồi khóc. Trời ơi, trong nhà cắt lên thấy gì chứ mấy trăm triệu phải hết đâu. Vợ chồng làm hồ kia cỡm là biết bao lâu mới cắt được căn nhà như vậy. Mà giờ vậy đó. 300 triệu không chú? 300, 300 dạ. Có hơn. 300 trên. Dạ. 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 Cái vật liệu nó mắc dạ. Nữa. Đó, cái nhà dạ. Cái nhà. Này là hết luôn rồi trời. Dạ. Rồi mà muốn mà cắt được cái nhà là mới nói gì đơn giản luôn tờ dữ lắm luôn á. Không dám ăn, không dám uống. Có hai đứa con hả cô? Dạ, giờ chỉ con nó mặc gì được đâu. Dạ. Thấy buồn dữ cái trời. Đổ dưới. Về nhà đó hả? Mình nói là một cái cảnh rất là đau lòng nha. Bây giờ thì mình sẽ lên trên khu vực cầu nha. Mình quay xuống cho cô chú anh chị xem nha. Hiện tại thì khu vực cầu Kinh nó cũng đang sạt lở rất là nghiêm trọng nha. Những cái cây cầu đi vào trong những cái kinh hiện tại thì cũng đang cấm xe ô tô, xe tải đi qua luôn. Tại vì hiện tại thì rất là nhiều điểm đã bị sạt lở nghiêm trọng nha. Dạ dạ, để con quay trên cầu cái con đi qua đó con cập nhật luôn. Đây nè cô chú anh chị ơi, mình lên trên khu vực cầu rồi, mình quay xuống nè. Nhìn một cái là hổi ôi luôn á cô chú anh chị ơi. Đó. Nhìn cái căn nhà kìa. Nghiêng phải nói là 90 độ luôn á. Chổng cái đít lên, cấm cái đầu xuống kìa. Mình thấy hình như là có một phần đất sình ở ngoài nó chùi ra nha, nên là không biết là có liên quan tới cái vụ mà nó sụp xuống đó hay không nha. Trời ơi, con kẹt của chú anh chị ơi, hết luôn rồi. Đúng là nghiêng 90 độ luôn. Hiện tại nước cũng rất là cạn luôn ở khu vực này nè, cạn khô luôn. Căn nhà chỉ mới cắt được khoảng tầm 3 năm. Hai vợ chồng làm hồ, có hoàn cảnh cũng khá là khó khăn, dành dụm phi cỡm nhiều năm mới cắt được lên một cái căn nhà khang trang như thế này. Nhưng mà hiện tại thì lại bị như thế này là coi như là mất hết tài sản luôn rồi đó. Mất hết căn nhà. Ông bà ta có câu á, an cư mới lạc nghiệp. Mà hiện giờ an cư mà bây giờ tại ảnh hưởng như vậy hết lạc nghiệp được luôn rồi. Phải nói là rất là đau lòng. Khi mà anh trai đó kể nãy là gưng gưng nước mắt á. Khi mà đi làm hồ, đang đi làm hồ thì người thân với gia đình á điện về, điện lại cho anh là căn nhà của mình đã bị sụp lún như thế này. Thì anh cấp tốc chạy về là anh nói khi về là không biết là hình dung ra được cái căn nhà như thế này luôn. Quá đau khổ rồi. Ôi chú anh chị ơi. Không chỉ khu vực kinh chắn nhựa lớn này mà trong những cái kinh ở phía trong này nghe nói là cũng đang có bị sụp lún nhiều tuyến đường nha. Đây là đường kênh 2. Đó. Kênh 2, kênh 19, 20, 21. 19 ở trong kia là sụp rất là nặng nha. 19 là sụp nặng nhất. Mình cũng có cập nhật rồi đó. Là cái đường chắn nhựa là nó bị gãy đôi rất là nhiều chỉ điểm luôn. Xíu nữa mình sẽ chạy vào trong kinh mình cập nhật một chút xíu
cái khu vực trong đó luôn nha. Ngoài khu vực nhà của anh trai đó thì bên đây cũng có một cái căn nhà cũng mới làm cái bờ kè ra phía ngoài xa nè, thì cũng cách đây khoảng 3-4 ngày cũng bị sập luôn đó, rất là nghiêm trọng. Trong khu vực này thì nước kinh đã rất là cạn luôn rồi, mấy kinh là cạn khô nghe cô chú anh chị đó. Mình thấy là những cái cây cột trụ ngoài của những cái căn nhà ở đây nó cũng bị cong vẹo nè, đặc biệt căn nhà đằng đó thì cũng bị sập xuống luôn, rất là nguy hiểm nha. Nói chung là hiện tại thì những cái căn nhà ở mé sông khu vực xã An Minh Bắc rất là nguy hiểm, nằm trong sự báo động nha. Bà con ở đây thì nên cẩn thận nha, quá đau lòng luôn à. Rồi bây giờ thì mình lại chia tay với gia đình của anh trai này nha. Phải nói là tài sản bây giờ là mất hết rồi, rất là đau lòng nha. Để xem là có mạnh quân nào hỗ trợ cho anh trai thì có thể liên hệ trực tiếp với anh trai nha. À, anh tên gì anh? Dạ em tên Lực. Dạ anh Lực. Anh Lực ha. Dạ. Thì thưa cô chú anh chị, thì hôm nay Hồng Định anh Cao Tùng cũng đến đây cập nhật cái tình hình là ngôi nhà của anh Lực đã bị sụp lún hồi sáng anh. Dạ. Nói chung hoàn cảnh cũng rất là khó khăn, dành dụm tiền làm thuê làm mướn, rồi vay tiền nữa vì còn thiếu nợ. Thế các cuộc căn nhà này bây giờ gọi là trắng tay. Sớm nhận chia sẻ thì rất là xúc động, rơi lại luôn, anh em rất là cảm động. Thì hôm nay hai anh em đến quay trước là cập nhật cho bà con coi cũng như là chia sẻ cái nỗi buồn với anh. Thì sau đó thì cũng chia sẻ lên đây rồi phải có mạnh thường quân nào hỗ trợ được cho anh trai á, thì phần nào được á, vượt qua khó khăn. Nên anh trai đọc số điện thoại đi. Số điện thoại em 0901 0907 06. Đọc lần nữa anh trai. 0901 0907 06. Rồi. Anh Lực ha. Dạ, anh Lực ha. Rồi cô chú anh chị nào mà có lòng hảo tâm ủng hộ thì cứ liên hệ trực tiếp với anh Lực nha, không qua trung gian nào hết. Để nói chung là hỗ trợ anh Lực trong thời gian khó khăn hiện tại. Rồi cảm ơn hai chồng anh Lực rất là nhiều nha. Nói chung là buồn thì rất là buồn nhưng mà gắng đi. Dạ. Biết sao giờ. Mong sự may mắn đến với gia đình của anh sớm, như vượt qua khó khăn này có chỗ ở ổn định. Dạ. Như bà con có giúp đỡ mình phần nào đỡ phần đó. Rồi. Dạ, cảm ơn gia đình rất nhiều nha. Dạ. Này cô chú chị ơi, mình quay lại vòng một lượt căn nhà cái nữa nha. Quá trình sập nghiêm. Chút tới mấy đường luôn cô chú. Rất đau lòng luôn trời. Nhìn một cái là hổi ôi luôn á. Nó mình nhìn xuống là mình sợ luôn á. Quá trình nghiêm. 3 mét này, sập xuống đúng xuống 3 mét này. Ngoại trừ khu vực sạt lở nhà cấp 4 khá là nghiêm trọng này thì khu vực trong kinh cũng đang có tình trạng là sụt lún những cái con đường rất là nghiêm trọng nha cô chú anh chị. Đó. Giờ thì mình sẽ chạy dài vào đây để cập nhật tình hình ở phía trong này luôn. Nghe nói là có một cái chỗ là sạt hết con đường, không thể di chuyển xe được luôn. Cái đường ra nó ngoài đây thì nhìn rất là đẹp nha, không biết là cái khu vực nào phía trong bị sạt lở nghiêm trọng như thế. Mình nghĩ là nếu mà sạt lở thì cũng sẽ có khúc thông nha. Ở đây chính xác là ấp Binh Đòn, xã An Minh Bắc, huyện U Minh, tỉnh Kiên Giang nha. Đây cũng đang sập đất ở phía ngoài rồi, nên là cũng căng dây nhưng mà chưa có sập tới đường ranh nha. Mình thấy hai bên cái bờ lề nó bị sập xuống khá là nghiêm trọng nha. Thì xa hình như là mình thấy cái con đường đã sập hết luôn rồi cô chú anh chị ơi, ngay cái đường này luôn nè. Xe quán đường đồng ơi, đậu đây quá. Rồi, hết con đường luôn rồi. Đây phía trước nè. Thu luôn cô chú ơi. Đường này là kiểu như là không có thể di chuyển được luôn rồi. Trời ơi, cái đường đa nữa bị sụp bên chành hết trơn luôn nè. Ở đằng kia đoạn cái gì kìa phải không? Ồ, đằng kia nữa kìa. Hải hùng quân anh ấy ơi. Rồi, xong luôn rồi. Trời ơi, chỗ này mà sụp dữ vậy ta. Đường đan cái bê tông dày khổng lồ sập hết trơn con đường luôn rồi.
Đây là chỉ là đi bộ thôi đi. Nhìn đó coi. Cách cái nhà đó sụp chưa được 300-400 mét nữa, chạy vô có một đoạn đó. Cái đằng kia hình như cũng bị sụp nữa, người ta chăng dây luôn kìa. Sụp này hết con đường luôn rồi, không còn đường để đi luôn. Quá nghiêm trọng rồi. Đây là người ta mở được tạm nè, lắng cái đất xăng của bà con mình đó. Có nghĩa là cái đường ra anh đã không còn luôn rồi đó. Hiện tại là đường ra anh đã mất luôn rồi đó. Đó. Sụp hết trơn luôn rồi. Đây này cô chú anh chị. Mình nhìn cái đan này đó là bề ngang là khoảng tầm gần 2 tấc nha. Rất là dày luôn. Đó. Một gan tay đó là 2 tấc đó. Mà lại sụp luôn đó tại. Còn thấy độ dày không? Đường này như mới làm, bóng à, còn mới mà. Đường này còn mới cáo luôn. Đứt nguyên con đường luôn. Gan lại nó có bọn thóc như thế nào ha, nhìn kìa. Mà có một cái là tại sao nó không sụp ra ngoài mấy sông mà tại sao nó sụp xuống luôn ha. Không hiểu lý do luôn. Sụp là phải sụp xuống, tại sao rồi? Chụp như vậy. Mình bước lên. Đây này, đây nè. Nó. Nhìn nè. Nhìn hỏi nhoi không? Mất tiêu cái ở dưới chân luôn rồi. Đó. Mấy cái phần này là mình đụng vô lại sập xuống lần liền luôn nè. Xuống đây đi. Bỏng không? Bỏng lỏng luôn, không còn cái chân luôn, chứng trên đó là nguy hiểm nha. Đi nào xuống. Đây nè, bên đây nè. Mô Di Đà Phật quý vị ơi. Đó. Nếu gặp cái này những cảnh này biết niệm Phật thôi, không có nào diễn tả được. Ừ, nó bỏng nè. Trong lỏng ở dưới chân luôn, không còn gì chứ. Nó cứ luôn. Dài lên kia luôn. À, không nhận cái đường đan dày hay ghê dày luôn ta mà sụp mồi xuống đúng một cái một luôn ta. Không hiểu nổi luôn ta. Thôi thôi không, đừng đó, nguy hiểm. Sụp hết trơn rồi. Chui đó nguy hiểm lắm đó. Nè, trong cái lường nè. Đợt này phải nói xã An Ninh Bắc là bị rất là nặng nha. Mà mưa xuống thì nó bị sạt lở. Gọi là nắng cứ mưa, mưa không chịu đó. Cảnh này gọi là đứng ngồi không yên luôn. Nắng quá thì con người khô khan rồi, không có nước thôi, sạt mưa quá. Có chỗ kinh thì hiện tại thì không có nước luôn, có một xíu nước à, do mưa ở bên đó. Mưa rất là lớn. Mình đứng trên đây còn rung rung nha. Nó mình đứng ở đây là cái cảm giác là nó còn rất là rung á. Ở đằng kia hiện tại cũng còn một cái địa điểm sạt lở rất là nghiêm trọng kìa. Bây giờ mình sẽ đi dài lại đẳng để cập nhật tình hình cái đường đằng kia luôn. Không biết là bà con người ta làm cái đường tạm chưa nữa. Ở đây hiện tại thì cây cối cũng rất là khô hạn nha. Mà bây giờ thì khô hết chân rồi. Giờ bộ lại đắng luôn. Đường trong kia còn đi được không chú? Đi được ha, chắc bà con người ta làm đường tạm quá. Chú ở đây là nước mặn hay là nước ngọt chú? Nước ngọt hả? Dạ. Rồi hổm gài rồi nước tưới tiêu ở đây như thế nào hả chú? Còn tưới được không? Có nước tưới không? Không tác vuông thì tưới nước lại thì còn tưới được. Dạ. Chứ còn mấy cái vuông mà tác khô rồi bơm vô mệt lắm. Dạ. Mấy cái đoạn này nó sụp lâu chưa đó? Cái đoạn thuốc đàn thì cũng tuần nãy rồi. Còn cái đoạn gần đây là mới đêm hôm này. Mới đêm hôm luôn hả? Ừ. Rồi ơi. Này mấy cái nhà ngoài ấy đó cũng vậy đó. Cái đoạn này là mới đêm nè. Dạ. Dạ. Mới buổi tối này có đường đó ta.
sụp nguyên một cái đường luôn. Cái đường luôn. Dạ. Còn cái kia thì nó chài xuống, còn cái này nó sụp. Cũng như này nó lộ, nó nằm ở mặt sông luôn. Bởi vì không ngờ hay chứ. Là mình đậu xe đây lại bộ lại đẳng ha. Năm nay nó khô nước quá trời. Dạ. Hôm nay qua mạo đây là vẫn còn nước, nước tối không chú? Ở như cái vuông này thì tới dưới nước này không có tác vuông nữa. Dạ thì còn ha. Nước tưới được. Còn nhiều bà con ở đây có người nào bị khô hạn mà không có nước tưới luôn không ha bác? Không, nếu người ta trồng rẫy người ta phải chừa ha. Phải thủ. Dạ. Trường hợp người ta có tác thì cũng phải bơm vô. Dạ. Chứ nằm rẫy mà không có nước tưới mà. Dạ. Số mà người ta không có làm á thì ta để mưa khô cũng được. Dạ. Rồi cảm ơn bác nha. Dạ dạ. Cảm ơn bác rất là nhiều. Rồi bây giờ thì mình đi dài lại đẳng cái khu vực mà nghe bác hai nói là mới sụp hồi đêm hôm luôn. Một cái con đường đan sụp rất là ghê gợn luôn. Tranh thủ tới đây để cập nhật tình hình đây. Vậy là gần cái khu vực này là mới sụp xuống hồi sáng luôn hả bác? Mới này. Dạ, thằng ơi. Từ đây mới phá mới mở ra. Dạ. Mở ra giờ xong rồi cảnh. Là bà con người ta làm cái đường tạm đỡ ha. Ừ. Dạ dạ. Thằng ơi, cái này là mới sụp luôn nè. Ủa sao mà con thấy sụp xuống đều dữ bác? Trời ơi, thua luôn rồi. Con thấy sập xuống đâu chừng 5 mét dữ vậy trời, 4-5 mét đó. Sâu dữ vậy ta. Bên đây chắc chân chắc mất tiêu luôn rồi quá. Dạ, dưới bằng trang luôn. Đây đây đây, cô chú anh chị ơi, mất tiêu của chân luôn rồi. Dạ, tới có nguy cơ là sẽ sập nữa nha. Thôi không ngờ dưới đây là dữ dội vậy ta ơi. Đây bà con người ta mới làm cái đường tạm luôn nha. Quá nghiêm trọng luôn rồi. Trời ơi. Khủng khiếp luôn nè. Đây đằng kia con dây nữa kìa. Đây nè cô chú anh chị ơi, nguyên một cái đường vậy mà sụp xuống một cái là hỏi ôi luôn á. Hiểu sao mình đã ăn bên Bắc này đây là đi một tí là gặp một đoạn 100 m, 200 m. Nhìn là hỏi ôi thiệt tình luôn. Sáng chạy ăn bình thường nhưng mà là chưa chạy về là nhà sập. Đây nè, một cái đường đường này hổi ôi luôn nè, nhìn một cái là kinh khủng luôn á. Ồ đây có cái miếu nha. Miếu này. Ờ nó ganh. Nó là sụp rất là bất ngờ nha. Cái nhà hồi sớm mà mình quay á, đầu clip á, là buổi sáng là mình uống cà phê rất là gần ở chỗ đó luôn, là mình chạy ngang vẫn bình thường, nhưng mà đến khoảng 8 nghe nói là 8-9 giờ rồi đó là sụp một ầm xuống rất là nhanh luôn, trong vòng 3 phút. À một số bà con ở, đằng, ở gần đó thì người ta nói là không có dấu hiệu gạn nứt gì trước hết trơn nha, tự động là sụp xuống một cái ầm luôn, rất là nghiêm trọng luôn. Rồi nguyên một cái con đường luôn, nhìn thấy hổi ôi luôn. Dữ lắm rồi. Rồi, gì là bà con ta hết đi đi lại bằng xe tải gì được luôn rồi. Xe máy đi chút đỉnh này được. Này sụp nghe nói là mấy bữa trước. Còn dài đằng kia là nghe nói sụp mới hồi sáng luôn. Cái đầu ngoài. Đó, bê tông mà nó gãy ra nè. Từng khúc gì nè. Nó nhìn ghê gợn không?
Mình về dài đây mình gặp những cái chỗ mới nhất nè. Quay cho bà con cô bác xem nè. Một cái là rùng rợn luôn. Chỗ này là chú nói là mới phải không? Mới buổi sáng luôn nè. Sáng. Đây nè. Là cái đường này sập xong rồi cả nhà đi sập đó. Cái kẻ nè. Nó khủng khiếp không? Hút đầu cao tầng 15 luôn á. Trời ơi đây nè. Này rất có nguy cơ sẽ bị sụp nữa nha. Nhìn hổi hôi luôn. Rồi đến đây thì có lẽ clip của Cao Tùng Vlog sẽ kết thúc nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn có nhiều sức khỏe. Chúc bà con ở đây những ngày sắp tới sẽ thời tiết sẽ thuận lợi hơn, gặp nhiều may mắn hơn. Rồi tạm biệt và hẹn cô chú anh chị vào những clip sau. Nhớ đừng quên để lại một đăng ký kênh, bình luận góp ý và chia sẻ clip cho Cao Tùng Vlog nha. Rồi tạm biệt và hẹn gặp lại.